phòng máy nhà nhỏ. Tắt loa ngoài rồi. Không thấy chim cò gì, thử vô trong nhà nha. Ghê gì đấy, ngổn ngang hết. Đổ vô thông rồi luôn, đổ ra nền cũng được đó. Đổ thẳng ra nền luôn. Đổ bỏ thẳng ra nền đi. Châm mùi cho nó hơi nhiều nhiều tí. Châm mùi nó hơi nặng nặng đô tí. Chú dòm đi nha, bây giờ là những lúc này là vô là rửa cái lược của máy phun sương đó. Đó. Để cho nó phun lên cho nó mạnh. Nó đi, nó đi, nó đi. Chút nữa cần thiết bữa nay cho nó đủ đô luôn đi đó. Ui phần này chú ơi, phần nhóc chân rồi nè, có phần mới nhóc á. U mẹ ơi nè, nè mới có hơn tháng mà một dọc nè thầy ơi. Nè quẹt đây nè, lên tổ nè một cái nè út mày, góc này dọn thấy góc không đó, ngay góc của miếng xúc, ngay góc trên cùng, đúng rồi, nó lú ra một sợi bự rồi đó, ha. Cái đống phân này nó bự lắm, để con coi tông chỗ này cũng có, có, chỗ này chắc có nữa, chỗ này chưa có, này chưa có, một tổ nha, để coi mấy tổ nè, nhà chú Hùng thì chắc bây giờ vip rồi, ngon rồi, nhà chú Hùng. Mấy chục tổ rồi, anh thừa nó được mấy chục tổ. Đây, hai tổ nè. Đây nè, lấy ra ngoài góc này thấy không? Chứ đừng gọi thẳng vô á, cái góc ngoài này này. Góc trồng bóng đèn đúng không này, lấy xuống đây luôn là thấy không? Đó là hai tổ nha. Bởi vì đúng phân bự đâu, bây giờ nó không biết nè. Mà thấy được mấy đống này cũng bự, mấy đống này cũng bự chắc có. Đây là tổ này bự luôn nè, tổ này bự hẳn rồi nè. Bự hẳn rồi nè, bự đó thấy không, cái góc rồi đó, đó bự hẳn rồi đó, chà bá luôn nè, ba cái rồi. Đây chạy nhìn coi cái này, đây là bốn cái nè, góc nè, lên lên sợi vậy đó, kéo sợi bự vậy đó, dạ bốn cái rồi, lấy đồ tên. Lấy rồi. Lên đây chú ơi. Út ơi. Út ơi. Chú cứ lên đây đi đếm tổ với con nè, còn để cái chuyện mà mùi màng đấy không lo. Ô mẹo phần này dữ lắm chú ơi. Phần này dữ lắm chứ không phải là nóng. Cảm ơn anh Dịch Hồ nha. Một dọc này, dọc chạy dài luôn nè. Một dọc chạy dài luôn nè, út ơi. Đó, thấy không? Dọc dài dài luôn. Để đến tổ đây chứ hả? Bốn vậy ha. Ô đây nữa nè. Ngóc chơi nè. Năm nè. Thấy không? Cái bình báo này nè. Đây nè, bự đó. Bằng hai ngón tay nữa. Sáu nè. Thấy chưa? Sáu nè. Bảy nè. Đó, hai bên góc luôn, ra tràn hai bên góc luôn. Bảy rồi. Còn đây, đây, đây. Cái này mới quẹt à. Tám nè. Chụp hình đấy dạ. Dạ, đang quay video. Tám rồi, này chắc chín luôn. Ủa? À, chín nè. Cứ đứng bên này nè. Thấy không? Phải kéo lại sợi đó, kéo sợi để tàn từ cái đầu mốc từ giữa cái miếng xốp mà con mà góc luôn. Chính nè. Chính rồi. Quá phân luôn rồi. Trong cho mấy thấy mười nè. Có rồi thì là nó đó hả? Nó đó. Mười nè. 11 nè.
ngay góc nè, kéo thở ra góc nè, tôi làm kỹ mới thấy được nha. Cứ có phân là có tiền, rồi phân nhóc nữa nè. Rồi mới còn tháng mấy mà mười nè, ố mười một, mười hai nè, nãy mười một rồi, mười hai nè, mười ba nè, chỉ có dòng phân dòng lên á là thấy tổ. Tí gì đó hả? Dạ, ra thợ vậy là có lý rồi, cứ ra thợ vậy là có lý. Mười ba, chắc cái này nó mười bốn. Đây nè, mười bốn nè, thấy không? Cái đó thấy rõ ràng rồi đó. Trời ơi, con mà đếm tổ thì con dòm phát biết liền. Mười bốn nè, đây hai cái này thử. Cái này mới quẹt à, cái này mới quẹt bóng nè, thấy không? Tôi thấy bóng giống như thấy nước miếng không? Nó tàn ra đó. Những cái này là con không có đếm, cái nào mà quẹt bóng là không đếm, còn cái nào mà thành sợi rồi nó mới đếm. 14 rồi, con này. Chỗ cho nó hát hồn luôn cho này. 14. Ủa trời ơi, được rồi, canh 10 lít. Chơi cái này là hơi bị chết con nha. Trời ơi. 14 cái rồi, chuẩn bị là lô tiền bảo hành đi được cái đó. Cái gì nữa, phân với ỉa nè. Rồi chắc đủ tiền luôn rồi chú ơi, chắc đủ tổ luôn rồi đó nè nó ỉa cái bao mà nó ỉa. Bốn con nói thiệt chứ còn giòn tổ là không biết. 15 nè, hóc nè, chú nãy lên không đeo cái kiến vô đó. 15 nè, đây nữa ha, ỉa cái bao cái này nè, quạt quạt cái này là mới quạt bóng à, bóng không tính nè. Đây nè, ra đây nè, tràn ra góc nè, 16 nè, chú dòm ngay góc á, góc miếng xốp á đó, 16 nè, cái lò chùm là 4 cái lo nè, đây cũng mới quạt bóng nè. 17 nè, 17 nè, có cái này. 18 nè, đó cứ khóc cứ dòm lên cứ nhầm, thấy không? 18 nè, con cái gì, con rồi giấm. 18 nè, 19 nè, thấy chưa? Đây nó quẹt bóng nè. Cô tắc kè, tắc kè. Mày ơi, đâu vậy? Đâu vậy? Ôi trời, tắc kè, đặt tắc kè. Cha mày nha. Hạ được một chút tắc kè luôn. Mệt. Ôi, khó phần rồi. Thôi này, 19 rồi. Mệt, đọc con tắc kè mà mệt. Này, này chưa. Nó đang phân trong đống hồi nhỏ. 19 rồi. 20 nè. Đó. Mệt. Đây coi, đây này. 21 nè, ngoài góc á đó. Đó, nó tàn ra cái miếng gỗ rồi ra cái góc gỗ luôn rồi đó. Chú cứ không cần dòm bên đây mà chứ dòm phân dòm lên là ngay chân nó. 21 nè, cái này mới quẹt bóng nè. Bóng cái này cũng mới quẹt bóng nè.
mệt. À, 22 nè. Ừ, chắc lợi đó. Quá trời, bà con này có ảnh hưởng gì không? Không ảnh hưởng gì hết. 22 à. Nè, 23 nè giúp. Trà nè. Đây đây nè, thấy không? 23, còn đống này nữa. Còn đống này nó đống cuối cùng. Rồi, được có 24 tổ à. Cái cây bằng da năm được thế nào không? 24. Để xuống dưới mới được, xuống dưới coi. Trời ơi, nước thì có yếu xìu mà sao mà. Nước không có thì trời quay vậy. Anh tốn cái này cho lên cao đi. Dọc là. Rồi, không có điện motor rồi, nó không bơm. Dỡ đỡ cái này ấy. Có lên nước đâu, không có điện motor. Ủa đóng phần đây nữa. Ở đây nè. Hài lòng. Hài lòng tổ. Dạ được, hài lòng tổ. Ờ em tắt giùm anh cái ơi. Đóng cái CB xuống. Chết bà rồi, cứ làm không quên không? Cứ làm nó ngoài chỗ motor Panasonic phải không? Tắt, đừng để vậy. Tắt. Chú đứng ở này đi, để con xuống, con lấy đồ con kêu cho.